Chào mọi người, đến với video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu một chú vịt, một nhân vật được rất nhiều các bạn thiếu nhi yêu thích. Giống như mọi khi, mình sẽ tô những chi tiết nhỏ trước. Chúng ta chú ý những chi tiết nhỏ nhé, tránh cho trường hợp tô nhầm màu. Để bức tranh được tốt nhất thì chúng ta nên tô nhẹ nhàng vào từng chi tiết nhỏ một.
Mình đã hoàn thành bức tranh tô màu cho chú vịt và mình sẽ kết thúc video của mình ở đây. Hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé.